Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đó. Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay là một ngày mà chúng ta có rất là nhiều tin tức. Thuần đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái tháp để mà chia sẻ với các bạn. Tuy là chúng ta có nhiều tin tức nhưng mà những tin tức này nó rất là riêng lẻ nhưng mà ta cũng sẽ cố gắng để mà sắp xếp những tin tức này một cách nó sâu chuỗi nhất có thể và đương nhiên chúng ta cũng sẽ tiếp tục nói tới tình hình chung của thị trường như thế nào và hiện bây giờ đó chúng ta đang chứng kiến những gì đang xảy ra nhưng mà trước hết thì các bạn có thể thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã xanh trở lại sau một ngày đỏ ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy là cả ba chỉ số đó chúng ta có chỉ số Nasdaq hôm nay đã hồi phục trở lại là 0.58% chỉ số S&P 500 đó thì họ phục trở lại là 0.51 và Dow Jones thì tăng trở lại là 0.2%. Tuy không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà hôm nay đó vẫn là một ngày tốt nói chung cho rất nhiều những cái thị trường khác nhau và chúng ta có thể thấy được là hôm nay đó đặc biệt là hợp đồng của vàng đã đạt đỉnh mới rồi các bạn. Cái lúc mà thường chia sẻ đó hồi sáng này là 2.155 đô. Hiện bây giờ đó đã cao hơn rồi các bạn 2.158 đô cho một ounce vàng. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ mức là 79 đô và 1 cent. Thì cái mức này cũng coi như là cái mức cũng đã ổn định trong một thời gian dài rồi các bạn cũng chưa có gì là quá đặc biệt nhưng mà chúng ta cũng thấy chúng ta cũng đang ở mức coi như là cao trong phạm vi từ 70 đến 80 rồi bây giờ đã là 79 đô crypto đó thì hôm nay cũng rất là tốt các bạn sau cái tình hình ngày hôm qua khi mà giá cả đạt đỉnh mới 69 2300 đô tùy theo các bạn xem cái sàn nào thì giá đã nhanh chóng đẩy cho xuống 59.000 đô sau đó thì chúng ta thấy giá cũng đã hồi phục trở lại rất nhanh chóng và bây giờ mức là khoảng 66.000 đô ở mức 66.000 đô này chúng ta không còn cách cây đỉnh cũ bao nhiêu nữa các bạn cái đỉnh mà chúng ta đã có ngày hôm qua đó không còn cách bao nhiêu xa nữa chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đã có sự hồi phục rất là nhanh chóng và đặc biệt là Ether cũng đã ở cái mức là gần 3.800 đô các bạn và ngày hôm nay đã có một lần đạt tới 3.900 đô Ether đang trở về cái mức là 4.000 đô chúng ta đương nhiên sẽ nói thêm về crypto một lát nữa về hợp đồng tương lai ra free market thì bây giờ thì đang đỏ nhẹ một chút các bạn cũng chưa có gì gọi là quá quan tâm chúng ta cũng đã có một ngày mà hầu hết những cái tài sản đều tăng giá ngoại trừ chúng ta thấy được là hồi sáng này đó, thì chúng ta cũng đã có cái thông tin liên quan tới buổi điều trần của chủ tịch John Powell thì ông cũng đã đến hạ viện ngày hôm nay mỗi năm đó thì ông phải đến quốc hội hai lần các bạn để mà trình bày về những gì mà Fed đã làm cũng như là trả lời những câu hỏi thì ngày hôm nay đó đã đến hạn rồi và ông cũng đã đến hạ viện và nói thật hôm nay cũng khá là nhàm chán các bạn tại vì chủ tịch John Paul cũng không nói gì thêm ông vẫn lặp lại những gì mà chúng ta đang nghe rất nhiều lần rồi chủ tịch John Paul cũng đã nhắc lại ngày hôm nay tại Hạ Viện là ông kỳ vọng lãi suất sẽ bắt đầu giảm trong năm nay. Nhưng mà khi nào giảm đó thì ông chưa có nói các bạn. Chúng ta đều là ông vẫn lưu ý là việc giảm lãi suất quá nhanh có nguy cơ làm cho lạm phát tăng trở lại trong khi mà chờ đợi quá lâu lại đe dọa đến tăng trưởng kinh tế. Thì hiện bây giờ đó ông vẫn đang giữ cái quan điểm trung lập các bạn không còn hawkish, không còn nhiều hâu nữa nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn là bồ câu, vẫn đang nằm chính giữa và đương nhiên điều này khiến cho rất là nhiều người lo lắng nhất là những cái dân biểu ngày hôm nay các bạn cũng như là chúng ta thấy ngày mai ông cũng sẽ đến thượng viện và những cái người ở thượng viện đó những thượng nghị sĩ cũng sẽ hỏi những câu tương tự như ngày hôm nay khi nào mà có thông tin thì mình chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà những gì mà ông nói nó cũng không có khác biệt gì so với những gì mà chúng ta đã biết rồi năm nay đó thì Fed sẽ giảm lãi suất khi nào giảm chúng ta không biết nhưng mà bây giờ ước tính là khoảng chừng hè có nghĩa là từ tháng 6 tháng 7 gì đó sẽ có đợt giảm đầu tiên và bây giờ đó thị trường kỳ vọng là chủ tịch John Powell sẽ giảm lãi suất 3 lần nghĩa là mỗi lần 0.25 nhân 3 là 0.75% và hiện bây giờ đó ở bên Fed ấy, họ cũng ước tính là có khả năng giảm 3 lần. Bây giờ thì cả hai bên đều nghĩ là có khả năng năm nay sẽ giảm lãi suất 3 lần và chúng ta đều biết là ngay bây giờ đó nhất là đối với chính trị thì hầu như ai cũng muốn chủ tịch John Powell giảm lãi suất hết tại vì cái áp lực rất là lớn các bạn lãi suất cao dẫn đến người dân không thể đi vay mượn mua nhà một cách dễ dàng được dẫn đến là nhiều ngân hàng gặp vấn đề giống như ngày hôm nay đây chúng ta nhìn thấy được là tuy chưa được John Powell nói như vậy nhưng mà chúng ta đã thấy được là những ngân hàng địa phương đang gặp rất nhiều áp lực chúng ta cũng đã nói tới gần đây nhưng mà hồi sáng này đó đây trong lúc mà họp chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của ngân hàng địa phương New York là New York Community Bank đã giảm xuống 42% các bạn trong vòng một ngày giảm xuống 42% và đã tạm ngưng giao dịch và từ đầu năm tới bây giờ đó cổ phiếu này đã giảm tổng cộng là 78.4% rồi lý do là tại vì đây là những ngân hàng những ngân hàng địa phương những ngân hàng mà họ cho vay để mà mua bất động sản thương mại như đây các bạn mua bất động sản để mà uh, cho mướn mặt bằng đó thì những cái bất động sản đó gặp rất nhiều khó khăn các bạn nhất là ngay sau khi đại dịch và những ngân hàng này họ cần phải có thêm vốn nhưng mà họ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà đi kêu gọi vốn ngay thời điểm bây giờ thì đúng là chủ tịch Powell có thể ngồi đó để mà nói về lạm phát các bạn nhưng mà sự thật đó có nhiều thứ đang xảy ra liên quan trực tiếp đến lãi suất chúng ta cũng vừa nói đến là với cái thế giới chính trị đó, thì năm nay cũng là năm mà rất nhiều chiếc ghế sẽ được bầu lại và họ phải làm gì đó để khiến cho những người ủng hộ họ an tâm các bạn và một chuyên điều mà họ có thể làm để chính là muốn chủ tịch John Powell bắt đầu giảm lãi suất càng nhanh càng tốt. Ở bên Nhà Trắng cũng vậy các bạn, tại vì năm nay là năm bầu cử tổng thống. Đương nhiên không có tổng thống nào muốn có suy thoái tài chính hết mà Fed giữ lãi suất càng lâu, khả năng có suy thoái tài chính lớn xảy ra càng nhiều. Cho nên thì bây giờ đã ai cũng muốn chủ tịch John Powell giảm lãi suất hết. Và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ thì bán trái phiếu các bạn. Khi mà lãi suất cao thì nghĩa là Bộ Tài chính Hoa Kỳ hàng tháng phải trả lãi suất cao cho những cái công trái phiếu đó đương nhiên cũng muốn lãi suất giảm xuống và những ngân hàng những cái công ty họ cũng muốn lãi suất giảm xuống thì bây giờ áp lực đều dồn về chủ tịch John Powell nhưng mà bây giờ ông vẫn chưa có bất cứ một dấu hiệu nào hết và đương nhiên đối với những nhà đầu tư nhất là các bạn đầu tư dài hạn nên thì các bạn muốn lãi suất thấp lãi suất thấp đó, thì trong lịch sử có thể dẫn đến suy thoái tài chính tại vì thường nó Fed rất là chậm chạy các bạn giống như chúng ta nghĩ lại lúc mà bắt đầu có lạm phát đó thì chủ tịch John Powell luôn nói lạm phát chỉ là tạm thời mà thôi và không có ý định tăng lãi suất nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là khi mà lạm phát đã ở mức bắt đầu cao rồi đó thì mới bắt đầu tăng lãi suất lên lúc đó đã quá trễ rồi và cũng ngược lại bây giờ đó thì vẫn chưa thật sự có suy thoái tài chính thì giảm lãi suất bây giờ sẽ giảm thiểu rủi ro điều đó xảy ra nhưng mà hiện bây giờ đó ông vẫn không có quyết định và hôm nay lại có một điều đặc biệt đã xảy ra với lại cổ phiếu New York Community Bank đó chính là sau khi mà giảm hơn 40% các bạn cổ phiếu ngừng hoạt động sau đó đó thì lại tăng ngược trở lên các bạn từ giảm

như thường vừa chia sẻ và đã tăng ngược cho lên ở mức là dương 14% các bạn cái khoảng cách rất là xa khoảng cách là hơn 50% trong thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi các bạn có thể nhìn thấy được là thị trường đó, nó đang dao động như thế nào cho những cái cổ phiếu ngân hàng địa phương như thế này lý do là tại vì ngân hàng New York Community Bank họ nói là cuối cùng họ cũng đã kiếm được công ty chăm vốn cho họ 1 tỷ đô la đến từ những cái công ty đầu tư trong đó nó có công ty đầu tư Liberty Strategic Capital của Steve Mnuchin đây chính là bộ chuyện bộ tài chính cũ của Hoa Kỳ đó các bạn. Chúng ta có Hudson Bay Capital và Reverence Capital Partners. Thì đây là những cái công ty mà đã chăm vốn vào cái ngân hàng địa phương này khiến cho cổ phiếu lại tăng ngược trở lên. Và để nhắc lại, đây là một cổ phiếu ngân hàng trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn có thể đâm 40% rồi tăng 54% trong vòng vài giờ. Thì có nhiều bạn nói là hôm qua đó cái sự phản ứng của Bitcoin sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư ở Hoa Kỳ lo lắng tại vì nó quá dao động. Không biết là người ta có bán tháo Bitcoin hay không, không biết là người ta còn tin tưởng Bitcoin hay không khi mà thấy giá cả tăng lên tới cái đỉnh mới rồi sau đó giảm 10.000 đô trong thời gian ngắn giảm 10%. Trong vòng chỉ có 3 giờ mà thôi, thôi nghĩ là các bạn đã lo lắng quá rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được cổ phiếu ngân hàng ở trên sàn chứng khoán còn có thể đâm và pump như vậy nữa thì các bạn tin thường đi, những nhà đầu tư ở Hoa Kỳ nhất là những người mà họ đã muốn đa dạng hóa về Bitcoin đó họ đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi cái sự dao động đó sẽ không có làm họ chung bước đâu và các bạn cũng sẽ thấy cái thông tin liên quan đến dòng tiền các bạn sẽ rõ hơn thường chia sẻ một lát nữa và chúng ta cũng thấy là ngoại trừ hoa kỳ ra đó thì nền kinh tế lớn thứ hai cũng có nhiều động thái hiện bây giờ chúng ta đều biết là ở trung quốc đó, thì họ muốn kích thích nền kinh tế của một thời gian rồi làm đủ mọi cách luôn và chúng ta nhìn thấy được là cái thông tin mới nhất đó chính là thống đốc ngân hàng trung ương của trung quốc cho biết là vẫn còn khả năng sẽ tiếp tục hạ tiêu chuẩn dự trữ của những cái ngân hàng chúng ta cũng đang nhớ là ở bên trung quốc đó, thì họ đã có những quyết định như là giảm lãi suất rồi không cho số cổ phiếu để thúc đẩy nền kinh tế, thúc đẩy thị trường tài chính và bây giờ họ nói là có khả năng sẽ tiếp tục hạ tiêu chuẩn dự trữ của những ngân hàng. Điều này nghĩa gì các bạn? Điều này nghĩa là nếu như các bạn hạ tiêu chuẩn dự trữ giống như các bạn là một ngân hàng đi, thuần không biết ở Trung Quốc tôi cần phải dự trữ bao nhiêu nhưng mà ở Hoa Kỳ lấy con số đơn giản là 10% đi. Các bạn gửi vào 100.000 đô thì ngân hàng chỉ cần giữ 10.000 đô mà thôi và họ có thể là cho vay 90.000 đô còn lại. Nếu như các bạn hạ cái tiêu chuẩn đó xuống giống như là hồi mà đại dịch đó, thì hạ xuống còn 0%, nghĩa là các bạn gửi 100.000 vào ngân hàng hàng sẽ cho vay cả 100 ngàn luôn Thì hạ tiêu chuẩn dự trữ nghĩa là ngân hàng có thể cho vay con số nhiều hơn Và khi mà ngân hàng có thể cho vay nhiều tiền hơn Thì nhiều người dân có thể mượn tiền hơn dẫn đến kích thích nền kinh tế thì đây cũng là một trong những cách kích thích kinh tế các bạn nhưng mà nói tóm lại đây tới cuối cùng vẫn là thả lỏng dòng tiền và Trung Quốc đã bắt đầu từ nhiều tháng trước rồi Hoa Kỳ cũng sẽ có những động thái đó các bạn chúng ta chỉ chờ đợi khi nào chủ tịch John Powell mới giảm lãi suất mà thôi và có rất nhiều cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính tôi nghĩ là những sự lo lắng đó, đó thì không phải là sai các bạn nhưng mà nếu chúng ta nói tới chỉ riêng về đầu tư mà thôi đó thì suy thoái tài chính hay là không có suy thoái tài chính các bạn đều thấy có một điều có một điểm chung đó chính là nếu như mà lãi suất giảm sẽ dẫn đến là tài sản tăng giá suy thoái tài chính thì có nghĩa là trong thời gian ngắn giá có thể có cái sự điều chỉnh nhưng mà điều đó lại khiến cho những cái đơn vị như là ngân hàng trung ương hay là fed lại giảm lãi suất mạnh hơn nữa các bạn và nhanh hơn nữa khiến cho có có sự hồi phục dòng tiền được thả lỏng tiền đi vào những tài sản và sau đó tài sản đạt đỉnh mới hay là nếu chúng ta không có suy thoái tài chính mà fed giảm lãi suất thì dòng tiền bây giờ các bạn đã nhìn thấy là cho dù lãi suất cao đó những tài sản đang ở trên cái mức rất là cao thì cứ nghĩ khi mà phép giảm lãi suất rồi đã dòng tiền được thả lỏng thì những tài sản nó còn tăng cao tới khi nào nữa các bạn và chúng ta nếu như mà nói tới suy thoái tài chính thì các bạn nghĩ tới năm 2008 các bạn đã nhớ là lúc đó tình hình rất là tệ cho dù là như vậy khi mà phép bắt đầu giảm lãi suất rồi bơm tiền vào trong thị trường nó và vài năm sau các bạn nhìn thấy được là những chỉ số chứng khoán lại đạt đỉnh mới và chúng ta thấy là những cái mặt hàng hay là những cái tài sản như là nhà đó thì đều đã tăng giá sau đó còn cao hơn cả trước khi mà có suy thoái tài chính nữa. Các bạn có nghĩ đi, suy thoái tài chính năm 2008 tại Hoa Kỳ là tại vì bất động sản tăng quá cao, cái mức thẩm định không hợp lý, dẫn đến là chúng ta có một cái sự kiện là khủng hoảng tín dụng bất động sản. Sau đó đó thì chúng ta nhìn thấy được tiền được bơm vào trong thị trường lãi suất giảm xuống và những bất động sản nó lại còn tăng cao hơn cái lúc mà trước khi mà có suy thoái nữa thì cái mà tôi muốn nói đây với các bạn là đúng là ngắn hạn thì có thể có rất nhiều cái sự dao động nhất là khi mà có suy thoái tài chính xảy ra nhưng mà về dài hạn đó thì nó cũng giống nhau thôi nếu như các bạn có một cái mục tiêu đầu tư dài hạn đó thì thật ra có suy thoái tài chính đó, các bạn lại có cơ hội để mà thu mua những cái tài sản ở cái mức giá rẻ hơn cái mấu chốt dẫn đến tài sản tăng giá theo thời gian đó đó chính là dòng tiền các bạn dòng tiền là cái mấu chốt quan trọng nhất và khi chúng ta nói đến dòng tiền chúng ta nói tới là Fed có thu thu công giá phiếu hay không Fed có thả lỏng tiền tệ có giảm lãi suất hay là không cái đó là cái mấu chốt và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn một sàn mà nhiều bạn cũng đã biết đến rồi đó chính là sàn giao dịch Bitget Bitget cũng là cái sàn giao dịch mà được nhiều bạn ở Việt Nam biết đến hôm nay đó Bitget giới thiệu tới các bạn một cái chương trình Flex Trader tháng 3 Ring đồng hồ Rolex, thời gian tham gia là từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ tối, ngày 29 tháng 2 cho đến ngày 29 tháng 3 của năm nay. Tổng giải thưởng nó lên đến 68.000 USDT và 680 token PGB. Và đồng hồ Rolex Oyster Perpetual 41 trị giá 6.800 USDT thì cái chương trình này đã được chia ra làm hai tiêu chí, phần thưởng xếp hạng khối lượng giao dịch, quỹ thưởng là 30.000 USDT. Kế đó là phần thưởng xếp hạng ROI, quỹ thưởng là 30.000 USDT. Ở hoạt động 1 đó thì bản lĩnh trade thủ nhận Rolex, trader đó phải đạt được cái khối lượng giao dịch tối thiểu là 38 triệu USDT, đầy đủ điều kiện đoạt giải nhất nhận 30% quỹ thưởng và đồng hồ Rolex Oyster Perpetual 41. Trường hợp mà có nhiều trader đạt khối lượng giao dịch tối thiểu 38 triệu USDT, phần thưởng ưu tiên phân phối cho trader có khối lượng giao dịch lớn nhất chương trình đang diễn ra và sẽ kết thúc sau khoảng 20 ngày nữa. Hiện tại đó thì quỹ thưởng đã được kích hoạt đến 10.000 đô la và khối lượng giao dịch đã trên 20 triệu rồi. Sau khi mà đăng nhập đây các bạn có thể bấm vào đăng ký để mà tham gia tại đây. Và đây là những thông tin đến từ nhà tài trợ video ngày hôm nay sang BitGate. Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm chi tiết đó, hãy bấm vào cái link bên dưới video này để tham khảo thêm. Và chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin để bật trong video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Bitcoin đi thì các bạn đã thấy được là hôm qua BTC đạt đỉnh mới cái mức là khoảng 69.300 đô nhưng mà đã nhanh chóng trong vòng chỉ có 5 6 tiếng đồng hồ thôi đã giảm ngược cho xuống từ 69.000 300 đô xuống còn có 59.228 các bạn giảm khoảng chừng là 10.000 đô trong cái thời gian chỉ có 5 tiếng đồng hồ mà thôi nghĩa là giảm khoảng chừng 15% nhưng mà cũng đã nhanh chóng sau đó các bạn trong vòng khoảng chừng một ngày đó thì giá đã từ cái mức đó đã hồi phục trở lên tới cái mức hiện tại là hồi phục khoảng chừng là 11% ngày hôm nay thì giá bây giờ mức là 66.011 đô lúc mình làm video này thì từ cái mức này trở về cái đỉnh cũ đó như là cách đây khoảng chừng một ngày thì từ cái mức này để cái đạt cái định mới chỉ còn có năm phần trăm nữa mà thôi các bạn và hôm qua đó chúng ta nhìn thấy được là chỉ cách cái mức cũ chỉ có ba phần trăm mà thôi thì khi nào chúng ta mới trở lại để mà lập định mới thì không ai biết được rồi các bạn. Chúng ta thực sự đang nhìn thấy lịch sử mới đang hình thành. Cho nên tất cả những cái dự đoán đó, nó đều chỉ là những cái đón mò thôi các bạn. Chứ thật ra chúng ta cũng chẳng biết được khi nào mà giá BDC có thể trở lại để mà lập đỉnh mới. Tại vì chúng ta thì cái khoảng cách đó, nó cũng không bao là xa lắm. Chỉ có 5% mà thôi. Nếu như mà tình hình tốt thì đương nhiên có thể là xảy ra trong vòng vài giờ đồng hồ các bạn. Hay là lâu hơn. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào lịch sử trước đây. tôi đã từng chia sẻ cái hình này với các bạn Đây là lịch sử khi mà chúng ta chạm cái đỉnh cũ của năm 2020 Lúc này đó chúng ta nhìn thấy được là giá BTC đó cũng đã lên tới cái mức là gần như 20.000 đô Nhưng mà ngay sau đó đây là cái ngọn nến của nến ngày các bạn Một ngày sau đó thì giá cũng đã từ gần 20.000 đô 19.907 Giảm xuống khoảng chừng là gần 12% tới cái mức là 17.600 đô Cũng gần như tương tự như chúng ta đã nhìn thấy ngày hôm qua Rồi sau đó khoảng chừng là 10 ngày đây thì giá cứ trong phạm vi đó các bạn và cũng đã có nhiều lần đi ngược trở lên giống như chúng ta nhìn thấy hai ngày sau đó đã đi ngược trở lên cái mức là hơn 19.000 đô nhưng mà rồi lại đâm xuống mà chúng ta nhìn thấy được là cũng dập nhiều trong cái khoảng này trong thời gian khoảng chừng là 10 ngày trước khi chúng ta có cái sự phá định thật sự một cách bền vững hơn thì điều đó có xảy ra được này hay không thì cũng có thể chúng ta đang ở trong cái ngày thứ hai rồi các bạn và mọi thứ diễn ra nó cũng gần như tương tự chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ của nến ngày đó chúng ta hãy xem coi là ngày hôm qua thì chúng ta đã có cái gì các bạn hôm qua đó chúng chúng ta cũng đã có một cái ngọn nến xanh sau đó chúng ta có một ngọn nến đỏ và chúng ta nhìn thấy được là năm 2020 thì cũng như vậy một ngọn nến xanh dài gần như là đến đỉnh Đợt này chỉ khác là chúng ta đã phá đỉnh cũ nhưng mà năm 2020 đó thì đến gần đỉnh cũ mà thôi. Rồi sau đó giá lại bị đâm chưa xuống cái ngày sau đó các bạn và chúng ta cũng nhìn thấy hiện tượng tương tự xảy ra của ngày hôm qua. Rồi sau đó chúng ta thì được giá lại có có sự hồi phục nhẹ lại. Giống như chúng ta nhìn thấy được là hai ngày sau đó của năm 2020 thì cũng có nhiều cái sự tương tự. Nếu chúng ta dựa vào năm 2020, đây là một tài liệu để mà tham khảo thôi các bạn thì chúng ta có thể là phải tiếp tục đợi khoảng chừng là thêm 10 ngày nữa thì chúng ta mới giống như năm 2020 phá đỉnh cũ. Đương nhiên đợt này đó nó không phải là năm 2020 đã phá đỉnh cũ trước khi mà chúng ta có hai bình rồi. Cho nên hiện bây giờ đó chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát mà thôi. Và những cái chúng ta có thể theo dõi đó chính là dòng tiền của ETF ra sao, chúng ta có tin tức gì ảnh hưởng lớn giá cả hay là không. Thì nói tới Bitcoin Spot ETF đó các bạn nhìn thấy được hôm qua là một ngày mà có cái dòng tiền cực kỳ cao luôn. Chúng ta có nhìn thấy được là hôm qua đó chúng ta có cái dòng tiền dương là 648 triệu. Mặc dù là Rescale đã bán 332 triệu. Chúng ta có thể nhìn thấy là công ty BlackRock cái quỹ IBIT của họ đó riêng quỹ đó đã nạp vào là 788 triệu. Con số cực kỳ kinh khủng luôn các bạn. Và các bạn nhìn thấy được ngày hôm qua rất rõ ràng là ngoại trừ là chúng ta có Rayscale bán nhưng mà cái này nó có thể là không liên quan gì đến giá cả hôm qua hết. Tại vì ngày nào Rayscale cũng bán. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ Race chỉ có một cái quỹ là BTCO mà thôi, là có dòng tiền ra là 14 triệu. Còn lại những quỹ khác đó thì đều là con số dương hết cho bạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là có một số người lo lắng là hôm qua chúng ta có cái sự dao động như vậy sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư truyền thống họ bỏ chạy các bạn. Thôi không nghĩ gì đâu, tại vì chúng ta nhìn thấy hàng ngày có rất nhiều những cái cổ phiếu như là cổ phiếu New York Community Bank thường được chia sẻ với các bạn nó dao động rất là lớn. Ngay cả năm 2022, các bạn nhớ là những cái cổ phiếu công nghệ lớn như là Netflix thì cũng dao động không có kém đâu trong vòng chỉ một ngày mà thôi thôi nghĩ là những nhà đầu tư ở trong thị trường tài chính truyền thống mà họ đang lưu trữ crypto ETF giống như chúng ta nói tới Bitcoin Smart ETF đó, thì họ cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý rồi và rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy là dòng tiền hôm qua là dòng tiền vào chứ không phải là ra hôm nay đó chúng ta nhìn thấy được là Rayscale thông báo là họ bán là 276 triệu đô la và chúng ta đã có thống kê của tất cả các quỹ rồi ngoại trừ là quỹ BlackRock thôi các bạn mà bây giờ chúng ta đã có dòng tiền dương là 50 triệu Khi mà có dòng tiền của BlackRock Các bạn sẽ cộng với lại 50 triệu Thì hôm nay hoàn toàn có thể là một ngày Mà có cái dòng tiền dương cũng rất là lớn Cho các bạn thấy được là hôm nay đã Cũng tiếp tục có dòng tiền dương Hầu như là cho tất cả các quỹ luôn các bạn Ngoại trừ Grayscale mà thôi Một lần nữa Grayscale họ bán Tại vì chúng ta có những đơn vị như là công ty China Sự Họ cần phải bán để mà trả nợ Chứ không có liên quan trực tiếp đến tình hình của thị trường Rất rõ ràng là những nhà đầu tư truyền thống đó Họ không hề lo lắng về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và chúng ta cũng thấy được là với sự tăng trưởng này đó thì chúng ta nói rất là nhiều về MicroStrategy họ có lợi bao nhiêu nhưng mà một trong những quốc gia mà hầu như không được nhắc tới nhiều đó chính là El Salvador. Thì El Salvador đó chúng ta nhìn thấy được là cái thống kê mới nhất với cái mức giá hiện tại được refresh các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn. Thì các bạn có thể nhìn thấy bên dưới này đó El Salvador tổng cộng đó họ đang có cái số lượng Bitcoin tính theo đô la là 157 triệu đô la và cái vốn của họ đó là khoảng chừng 107 triệu có nghĩa là chúng ta thấy họ đang lời tới 50 triệu đô la các bạn 50 triệu này là đâu đó khoảng chừng là 48 phần trăm họ đang có lời hiện tại đây cũng là kết quả trung bình giá đó các bạn tại vì El Salvador đó đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp rồi sau đó họ trung bình giá ở mức rất là cao và nhiều người cũng giống như là họ đã từng chọc quê Michael Saylor của Michael Strategy họ cũng chọc quê tổng thống nazi à, của el salvador nhưng mà họ tiếp tục chung minh giá và bây giờ đã có kết quả rồi các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là ngoại trừ những quốc gia lưu trữ ra ra chúng ta có thể thấy một điều đã có sự khác biệt rất là lớn trong vòng khoảng chừng là hai tháng qua đó chính là cái phần lớn nhất trên màn hình đường zoom ra cũng hay rõ ràng hơn đây là một cái biểu đồ cho chúng ta nhìn thấy được là những đơn vị nào lưu trữ nhiều bịch kho nhất giống như chúng ta nhìn thấy được là cái màu vàng đó bên trên này là những cái công ty trên sàn chứng khoán lưu trữ nhiều bịch kho nhất đương nhiên những công ty này họ phải công khai cái tài sản của họ thì MicroStrategy lưu trữ 193.000 BTC là công ty lưu trữ nhiều bịch Bitcoin nhất chúng ta nhìn thấy được là ngay bên dưới là những công ty tư nhân có nghĩa là không có trên sàn chứng khoán mà lưu trữ nhiều bịch Bitcoin nhất chúng ta có những công ty như là Block One lưu trữ 164.000 BTC Malgox thì họ vẫn chưa trả tiền cho những nạn nhân họ vẫn còn 141.000 BTC nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là những chính phủ lưu trữ cũng không kém nghĩa là cái phần mà màu hồng này các bạn Hoa Kỳ lưu trữ 215.000 BTC, Trung Quốc 190.000 BTC ở nước Anh là 61.000 BTC và ở nước Đức là 50.000 BTC nhưng mà cái phần mà trước đây nhỏ bây giờ trở thành rất là lớn các bạn đó chính là cái phần mà chúng ta nhìn thấy là màu xanh lá cây trên màn hình đây là những cái quỹ đầu tư trong đó chúng ta có phần lớn là quỹ Bitcoin Smart ETF đó. họ đã trở thành một phần cực kỳ lớn của những ai mà sở hữu Bitcoin rồi các bạn có thể nghĩ như thế này những cái đơn vị này đó họ lưu trữ rất là lâu chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi MicroStrategy thì họ cứ tiếp tục lưu trữ lưu trữ trong vòng 4 năm qua chúng ta thấy được là cái số lượng được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ thì phần lớn vẫn được lưu trữ. Chúng ta được những công ty như là Block One thì vẫn lưu trữ tới bây giờ. Nhưng quỹ Bitcoin Spot ETF đó, khả năng cũng sẽ lưu trữ một cái số lượng lớn bịch khôi. Cho dù là hàng ngày có thể là có người vào người ra các bạn và có khả năng là tới một ngày nào đó thị trường không được tốt, có nhiều tin tức xấu dẫn đến là nhiều nhà tư họ muốn bán hoặc là giá cả quá cao họ muốn chút lời. qua toàn có thể nhưng mà các bạn nên hiểu đến tới cuối cùng. Nhưng quỹ này đó họ vẫn sẽ có một số tiền mãi mãi nằm trong đó các bạn nên thấy một điều đó chính là cái số lượng mệt khôi đó trên thị trường thật sự còn bao nhiêu các bạn chúng ta có thể nhìn những cái thông tin như là ok nhìn vào bitcoin đi thì chúng ta có tổng cộng là 21 triệu tới bây giờ đây chúng ta đã có tổng cộng là 19,6 triệu bitcoin đã có trên thị trường rồi nhưng mà có thật sự gì hay không các bạn một phần lớn của con số này không biết là bao nhiêu các bạn nhưng mà chúng ta biết là satoshi đã thì ước tính khoảng chừng là 1,1 triệu bitcoin rồi và cộng với lại rất nhiều những bitcoin được đào ban đầu mà không di chuyển khoảng chừng là mười mấy năm rồi khả năng cao họ đã qua đời họ đã mất quá cá nhân rồi thì những con số đó đó là bao nhiêu chúng ta không biết, có thể là 4 triệu, 5 triệu, không ai biết được các bạn nhưng mà ước tính á, nhiều người cho là khoảng chừng 4 triệu cái đó tính theo cái số lượng coi được đào ở những năm đầu tiên. Và chúng ta trừ ra thì chúng ta còn bao nhiêu? Và cái thống kê này nó còn chưa tính những nhà đầu tư dài hạn các bạn, những người mà có lòng tin lâu dài và họ sẽ mãi mãi giữ lại một phần bịch kho giống như là thuần thì cái con số nó sẽ còn nhiều hơn nữa các bạn sẽ được trừ ra trong con số mà có sẵn để các bạn có thể mua bán và những đơn vị này lại lưu trữ một phần cái điều mà tôi muốn chỉ ra đây là cái nguồn cung thật sự của bitcoin nó không nhiều như các bạn nghĩ đâu Chúng ta cũng thấy được một điều thú vị đó là hôm nay chúng ta nói tới Ai Cập đi. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ giá Bitcoin so với lại tiền của Ai Cập đó, đó chính là Egyptian Pounds. Thì các bạn nhìn thấy được là Bitcoin đã tăng một cách chóng mặt là 72% ngày hôm nay. Thì chuyện gì xảy ra các bạn? khi mà chúng ta so sánh Bitcoin với lại tiền của Ai Cập ngày hôm nay nó đã tăng mạnh như vậy sau khi mà ngân hàng trung ương ở Ai Cập đó, họ đã cho biết là họ đã đột xuất tăng lãi suất đến 600 điểm các bạn nghĩa là 6% lên tới cái mức là 27.75% các bạn nghĩ đi lãi suất tăng 6% một cách đột ngột và họ cũng đã nói là họ sẽ cho phép tỷ giá đối hoái của cây đồng của họ thiết lập bởi thị trường trước đây đó thì họ sẽ neo theo thường nhớ là đồng bản anh hay là gì đó thường cũng quên rồi các bạn nhưng mà bây giờ đó thì họ sẽ cho phép là đồng của họ trên thị trường lên hay xuống là do thị trường quyết định và họ sẽ chuyển sang cơ chế làm phát linh hoạt nói chung đó là họ muốn chuyển cái đồng tiền của họ trở thành một cái thị trường tự do và đồng Egyptian pound đã mau chóng mức giá tổng cộng là 38% ngày hôm nay khi mà so sánh với lại đồng đô la các bạn để thuận check lại là 37.6% hiện tại. Các mình nhìn thấy được là đồng Egyptian Pound cũng đã liên tục giảm so với đồng đô la bao nhiêu năm nay rồi các bạn trong vòng 5 năm qua đã giảm 64%. Trong giờ một năm qua đã giảm 37% rồi và đương nhiên các bạn nhìn thấy hôm nay đã, đã giảm rất là nhanh như thế này khi mà có thông tin đến từ ngân hàng trung ương của Ai Cập. Nhưng mà ngược lại chúng ta đã nhìn thấy được là Bitcoin lại tăng ở Ai Cập tại vì người ta muốn Bitcoin các bạn và chúng ta vẫn chưa có một cái God Candle, một cái ngọn nến thần thánh nhưng mà chúng ta đã có Pro Candle rồi các bạn. <laughs> nhưng mà một điều mình không muốn chỉ ra đây với các bạn là chúng ta tham gia vào crypto đó thì thường nghĩ một trong những câu hỏi mà các bạn trước đây không có nghĩ nhiều bây giờ các bạn nghĩ tới rất nhiều đó chính là tiền là gì các bạn tại vì chúng ta thường hay nghĩ đến tiền là một cái gì đó nó chắc chắn nhưng mà thật ra khi chúng ta nghĩ đến là cái tiền các bạn đang cầm được nắm trong tay tiền trong ngân hàng các bạn đó nó hoạt động như thế nào và nếu chúng ta nghĩ tới hệ thống tiền tệ đó thật ra chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi các bạn có thể thấy được là chủ tịch John Powell thì ông cũng giống như là mọi người trong Fed các bạn họ cùng nhau để mà tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề như là lạm phát làm sao để cân bằng được lạm phát với lại nền kinh tế phát triển với lại chính phủ Hoa Kỳ cần phải chi tiêu tất cả đều phải được cân bằng và đó là một đây, giống như là một trò chơi vậy các bạn và đó là sự thật các bạn có thể nghĩ những cái quốc gia giống như là Ai Cập đi thì chúng ta cũng thấy là họ cũng liên tục thử nghiệm xem coi là hệ thống tiền tệ phải ra sao. Chúng ta thường hay nói tới Bitcoin crypto chỉ là một cái gì đã thử nghiệm mà thôi nhiều người chỉ trích crypto đó chỉ là một cái trò chơi, một cái gì đó người ta thử nghiệm cho vui mà thôi nhưng mà thật ra hệ thống tiền tệ quốc tế là một cuộc thử nghiệm các bạn và cuộc thử nghiệm đó vẫn đang diễn ra hiện tại và có thể là các bạn nghĩ tiền trong tay các bạn đó rất là vững chắc nhưng mà để thuận nhắc lại trong lịch sử đó có biết bao nhiêu là là tiền đã một thời các bạn nhưng mà đã nhanh chóng bị thay thế hay là bị mất giá quá nhiều dẫn đến là không còn ai sử dụng nữa. Chúng ta nói tới trước đây chúng ta có đồng ở Peru, đồng ở nước Nga trước đây chúng ta có rất nhiều ở nước Đức, ở Zimbabwe, ở Greece rất nhiều những cái loại tiền này đã không còn nữa các bạn đã bị thay thế rồi. Tại vì sao? Tại vì đó là những cái cuộc thử nghiệm đã thất bại và ngay khi chúng ta nói tới đồng đô la thì đồng đô la đó chúng ta có thể nghĩ đã có từ năm 1792 thì tới bây giờ đã hơn 230 năm rồi thì cũng khá là lâu các bạn 230 năm trở lên thì nó cũng là khoảng chừng là 4 năm đời người rồi nhưng mà thật ra cái tiền mà chúng ta biết ngày hôm nay đồng đô la đó chỉ bắt đầu từ năm 1971 mà thôi tại vì sao tại vì trước đó đồng đô la đó là một cái đồng mà được hỗ trợ trực tiếp được neo theo giá của vàng nhưng mà đã không phải nữa các bạn từ năm 1971 đó cũng là một cuộc thử nghiệm tiền chúng ta có bây giờ trong tay đó chỉ là một cuộc thương nghiệm mà thôi và rất nhiều những chuyên gia kinh tế luôn nói Bitcoin mãi mãi không thể là tiền được. Thì tại sao không thể các bạn? Tại sao mà một tờ giấy mệnh danh là đô la không có được hỗ trợ bởi bất cứ một tài sản nào và thậm chí chính phủ Hoa Kỳ đó thì luôn phải đi vay mượn nợ. Cái số lượng thuế thu vào không bằng cái số lượng chi ra các bạn cho nên dẫn đến thâm hụt tài chính ở chính phủ Hoa Kỳ. Tiền đồng đô la các bạn đang giữ trong tay đó thì còn không được đảm bảo bởi tiền thuế của người dân thì tại sao nó lại có giá trị như vậy thì các bạn phải đặt câu hỏi là tại sao Bitcoin lại không thể là tiền tệ tiền tệ là một cái gì đó chúng ta vẫn đang thử nghiệm cho đến ngày hôm nay và Bitcoin cũng là một cuộc thử nghiệm giống như là tất cả những cuộc thử nghiệm chúng ta đang chứng kiến hiện tại và chúng ta hãy nhìn chung thị trường đó thì các bạn thấy hôm nay đã có một cái sự hồi phục và vốn hóa bây giờ đã hơn 2,6 nghìn tỷ tổng số vốn hóa đã tăng 5 1.9%. Bitcoin hôm nay đã, đã hồi phục lại các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy là một trong đồng mà hồi phục mạnh hơn chính là Ethereum. Ether bây giờ đã hơn 3.800 đô rồi. BNB cũng tăng các bạn đã hơn 400 đô tăng 8.3% ngày hôm nay. Solana cũng tăng các bạn 12.9% tăng 139%. Chúng ta nhìn chung đó thì các bạn nhìn thấy được hôm nay rất nhiều altcoin là xanh Thường vừa chuyển qua để mà so sánh với lại Bitcoin thì chúng ta nhìn thấy được là phần lớn Hoặc con hôm nay đã cũng đã xanh cho dù là so sánh với lại BTC. Và chúng ta hãy nhìn vào phần trăm có lời của Bitcoin bây giờ là như thế nào các bạn. Thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của class node đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là một điều thú vị là sau cái đợt điều chỉnh thì chúng ta cũng đã thấy là tuy vẫn nằm trên dù màu đỏ các bạn nghĩ là rất nhiều Bitcoin đã có lời. Nhưng mà chúng ta thấy được bây giờ cái mức là giảm xuống một chút. Tính theo cái mức ở mức 66.000 này đó thì chúng ta có hai 24% đang có lời hiện tại. Cho dù là chúng ta nhìn thấy được giá bây giờ so với hôm qua không khác bao nhiêu và thậm chí ngày hôm qua đó cái mức giá là 63.000 đô thì lúc đó chúng ta có tới 97.97%. 97% là có lời nhưng mà hôm nay mức giá cao hơn khoảng chừng 3 ngàn nhưng mà chúng ta thấy được cái phần trăm có lời giảm xuống thì tại vì sao thì đơn giản thôi các bạn có người đã bán Bitcoin hôm nay và có người mua Bitcoin chúng ta thấy được là chỉ cần giá Bitcoin có thể là đứng yên ở một cái phạm vi nhỏ nào đó một thời gian thì cái phần trăm có lời này sẽ được điều chỉnh ngay tại vì cùng một mức giá đó nhưng mà có người bán có người mua sẽ dẫn đến những người mua mới sẽ không có lời lập tức dẫn đến cái chỉ số này sẽ giảm xuống mặc dù là giá cả không thay đổi nhiều và hôm nay là một dẫn chứng các bạn nhưng mà vẫn còn rất là cao hiện tại chúng ta vẫn nằm trong vùng màu đỏ. Chúng ta vẫn thực sự chưa thấy nhiều người chúc lời đâu các bạn. Và cũng rất rõ ràng hôm qua chúng ta nói tới rất nhiều là lý do tại sao dẫn đến giá cả xuống mạnh. Đó. Phần lớn là tại vì nhiều lệnh lon bị thanh lý. Chứ còn chúc lời cũng có nhưng mà không phải là nhiều lắm đâu. Và với cái sự tăng trưởng đột ngột ngày hôm qua đạt đỉnh mới thì chúng ta nhìn thấy được là rất nhiều người bây giờ đó họ cũng đã giống như không phải mất phương hướng các bạn nhưng mà những gì mà họ biết đó bây giờ thì cũng đã không còn hoàn toàn đúng 100% nữa cũng giống như là thường hay chia sẻ là những chu kỳ trước như thế nào nhưng mà với cái sự tăng trưởng ngày hôm qua có lịch sử mới là Bitcoin đạt đỉnh mới trước khi halving thì những gì mà thủ biết trước đây nó cũng không hoàn toàn là đúng 100% nữa và có thể là nhiều người trước đây không đủ bonus các bạn dẫn đến là chúng ta thấy có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay uh, trên màn hình đây chính là tỷ phú Mike Novarax cũng là CEO của công ty Galaxy Digital các bạn thì uh, trong cái video này ông cũng đã chia sẻ là ông nghĩ là khả năng Bitcoin sẽ đạt được cái mức là 100.000 đô trong năm nay. Các bạn hãy nhớ là năm ngoái đó, thì phần lớn nói là Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô vào năm năm 2025. Nhưng mà bây giờ thì rất nhiều người nói là khả năng là năm nay. Chúng ta thấy được là Robert Kiyosaki, có nghĩa là tác giả của quyển sách Cha giàu cha nghèo thì cũng nói là Bitcoin có thể đạt tới 300.000 đô năm nay các bạn. Và nếu như mà Bitcoin đạt được tới cái mức là 300.000 đô năm nay thì chắc chắn ông là cha giàu rồi các bạn. <laughs> Để giỡn thay chứ Robert Kiyosaki cũng đã rất là giàu rồi Tôi nhớ là tài sản cũng hơn 500 triệu Và chúng ta cũng thấy một người nữa Đó chính là Mark Cuban Mark Cuban <laughs> là một người mà rất ủng hộ crypto năm 2021 các bạn nhưng mà đáng tiếc nó không giống như là Michael Saylor khi mà mọi thứ thường cảm thấy là bắt đầu nó căng thẳng hơn rồi chúng ta có những cái sự sụp đổ Mark Cuban là một tỷ phú và ông cũng sở hữu trước đây thôi hình như là đã bán rồi các bạn nhưng mà ông cũng sở hữu một cái sân vận động và một cái đội bóng rổ rất nổi tiếng đó chính là đội Dallas Maverick thì đội Dallas Maverick thì cũng đã có một cái sự hợp tác với công ty Voyager để mà cung cấp dịch vụ crypto và công ty Voyager đã phá sản lúc đó cũng có nhiều cái drama liên quan đến Mark Cuban các bạn và sau đó Mark Cuban cũng đã im lặng không nói đến crypto một thời gian dài nhưng mà bây giờ đó ông là một lần nữa xuất hiện các bạn và trong cái video này đó thì đây là cuộc phỏng vấn trên là CNBC thì Mark Cuban chỉ đơn giản nói là ông tin tưởng vào Bitcoin và vẫn tiếp tục tin tưởng vào Bitcoin và nếu như mà có cái sự lựa chọn giữa Bitcoin và vàng thì ông mãi mãi lựa chọn Bitcoin tại vì đối với ông đó là một phương tiện đầu tư thì cần phải có lợi nhuận và rất rõ ràng lợi nhuận của Bitcoin cao hơn vàng. Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Thượng viện của bang Arizona cái này nó vẫn chưa được thông qua nha các bạn. Cái này chỉ là một cái vấn đề đã được xem xét mà thôi. Thì trên màn hình các bạn đó, đây là cái văn bản chính thức đến từ Thượng viện ở tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Thì họ đang xem xét về việc là có nên đầu tư một phần của quỹ hưu trí của bang Arizona vào Bitcoin Spot ETF hay là không thì đương nhiên là các bạn chúng ta đã nói tới là đây là cái giai đoạn thứ ba mà chúng ta sẽ thấy cho Bitcoin Spot ETF khi mà Bitcoin Spot ETF được thêm vào những cái quỹ hưu trí cũng giống như là được thêm vào trong những cái mô hình đầu tư lớn và sau này đó các bạn thấy được những người mà họ có trong cái quỹ hưu trí này họ cũng không biết là họ sở hữu một phần Bitcoin Spot ETF đâu và cái đó cũng không quan trọng cái mà họ quan trọng đó chính là cái lợi nhuận dài hạn như thế nào đương nhiên chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì nếu chúng ta nói tới là là đa dạng hóa một phần về Bitcoin thì thường chúng ta có thể lấy những mô hình giống như là đa dạng hóa một phần trăm hay là ba phần trăm gì đó nếu như mà lỡ như Bitcoin có chuyện gì giống như chúng ta thấy được là có cái sự giảm xuống khoảng chừng là 80% thì nó cũng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ trong những cái quỹ hưu trí này mà thôi nhưng mà ngược lại khi bitcoin tăng trưởng giống như chúng ta thấy được là trong năm vừa qua nó có thể tăng lên gấp đôi gấp ba lần thì cái phần trăm đó một phần trăm hay là ba phần trăm sẽ nhanh chóng trở thành ba phần trăm hay là thậm chí chín phần trăm thì cái phần lời đó rất là đáng kể cho nên đối với lại những cái cách tính đó, thì họ nghĩ là nếu như mà đầu tư một phần về bitcoin rủi ro thấp nhưng mà khả năng lợi nhuận thì là cao và chúng ta chỉ có những thông tin này tại vì có Bitcoin Spot ETF thôi các bạn. Có nhiều bạn nói là trước đây đó thì có Bitcoin ETF cũng không thì cũng như nhau mà thôi tại vì mọi người bây giờ cũng có thể dễ dàng mua Bitcoin được. Cái đó là không có sai các bạn nhưng mà không phải ai cũng có thể mua Bitcoin được nhất là những cái quỹ đầu tư. Rất là nhiều người đó các bạn họ muốn mua Bitcoin nhưng mà họ lại không muốn tạo tài khoản trên sàn. Họ nghe những cái thông tin liên quan đến những cái vụ hát họ không tin tưởng nhưng mà khi chúng ta có những công ty lớn như là Fidelity, BlackRock thì mọi thứ lại khác đi. Họ tin tưởng những công ty đó hơn họ có tài sản họ có cổ phiếu đang được lưu trữ với những công ty đó cho nên họ cảm thấy họ an tâm hơn cho nên chúng ta mới thấy là có dòng tiền mới đi vào thị trường này và những cái quỹ như là quỹ hưu trí đó thì họ không thể tự lưu trữ Bitcoin tại vì Bitcoin không phải là một chứng khoán đó là một loại hàng hóa giống như là các bạn thấy được nhiều quỹ họ không có tự lưu trữ vàng tại vì trong cái cách đầu tư của họ đó họ không thể lưu trữ một cái tài sản gì được nhưng mà họ có thể lưu trữ cổ phiếu vàng bây giờ chúng ta đã có cổ phiếu liên quan tới bitcoin thì chúng ta mới có cánh cửa này mở ra Chúng ta cũng thấy được là crypto bây giờ đã trở nên một phần cũng không hề nhỏ trong chính trị đâu. Fox News hôm qua đã đưa tin đó, chính là quỹ ban hành động chính trị Fairshake họ đã tiến hành chiến dịch tuyên truyền trị giá tới 10 triệu đô la chống lại ứng cử viên Katie Porter cho chiếc ghế thượng nghị sĩ California. Chúng ta đã đến một cái thời điểm mà những công ty crypto họ rất là giàu các bạn họ kiếm được rất, rất là nhiều tiền và họ có thể chi ra những con số giống như là 10 triệu đô la chỉ để có chiến dịch tuyên truyền và thôi để vận động chống lại những ai mà muốn chống lại crypto và chúng ta thấy được là ngày hôm qua đó KD Porter đã thất bại trước Adam Schiff trong cuộc bầu cử sơ bộ thường nghị sĩ California người này là các bạn Bà là người có tên là Katie Porter Thì uh, bà là một người cũng làm chính trị một thời gian rồi Và bà, bà muốn trở thành thượng nghị sĩ của Cali Tại vì ở Cali đó thì có hai thượng nghị sĩ các bạn Mỗi tiểu bang là có hai thượng nghị sĩ Nhưng mà một thượng nghị sĩ đã qua đời rồi Đó chính là Dan Feinstein Và cái ghế đó đang bị bỏ trống Và đương nhiên sẽ có nhiều người muốn cái ghế đó Bà là một trong những người đó Nhưng mà đáng tiếc bà đã không thành công các bạn Đã thất bại trước Adam Schiff Và cái đơn vị fair check này đây là cái đơn vị mà đã có cái chiến dịch 10 triệu đô la chống lại bà thì đơn vị này đã tuyên bố việc bà chọn đứng về phía thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chống lại crypto đã khiến cho bà mất sự nghiệp tại quốc hội và đây là cái thông điệp đến từ Fair các bạn là một lời tuyên bố cũng như là tuyên chiến luôn và họ nói là Katie Porter đã đứng về phía của thượng nghị sĩ Warren và chống lại 52 triệu người Hoa Kỳ đang sở hữu crypto bao gồm hơn 8 triệu người tại Cali và tối nay sự lựa chọn của bà đã chấm dứt sự nghiệp của mình theo quốc hội từ nhà trắng đến thượng viện rồi đến hạ viện hãy nhớ là cử tri crypto đã xuất hiện cử tri crypto quan tâm đến việc ứng cử viên của họ đứng về phía nào và cử tri crypto sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024 dù bạn là dân chủ hay là cộng hòa lựa chọn đã rõ ràng đứng về phía crypto và 52 triệu người Hoa Kỳ và hiểu vai trò của crypto trong việc hỗ trợ một cái hệ thống kinh tế công bằng hoặc là chống lại crypto và chống lại sự thay đổi và đây là điều thường đã từng chia sẻ với em rất nhiều lần rồi không phải tự nhiên mà những công ty forward những ngân hàng và những người làm chính trị họ lại thay đổi xu hướng và ủng hộ crypto đâu không phải tự nhiên mà cựu tổng thống Donald Trump lại nói là ông chấp nhận bitcoin các bạn Tại vì thống kê cho thấy rất nhiều người Hoa Kỳ lưu trữ crypto. Mà đối với một số người crypto rất quan trọng, trong đó có Thuận các bạn. Thuận có thể sống thiếu rất nhiều thứ nhưng mà không thể sống thiếu crypto. Và Thuận có thể sống thiếu rất nhiều người nhưng mà không thể sống thiếu Bitcoin các bạn. Và đây là sự thật. Thuận đã cắt bỏ rất nhiều người trong cuộc đời của mình chỉ vì họ không thích Bitcoin mà thôi. Thuận sẵn sàng làm điều đó và sẵn sàng tiếp tục làm điều đó. Như Thuần đã chia sẻ, fan của Bitcoin không hẳn là bạn của thuận Nhưng mà anti-fan Bitcoin thì chắc chắn không phải là bạn của thuận rồi <laughs> Đó là cái quan điểm mà Thuần đã có từ bao nhiêu năm qua Và chúng ta cũng còn nhiều thông tin khác Thuần muốn chia sẻ với các bạn à, Nhưng mà Thuần sẽ lướt qua cho nó nhanh Tại vì những cái thông tin này nó cũng thú vị Nhưng mà chúng ta cũng có một cái video khá là dài rồi Chúng ta có cái thông tin là sàn Bitstem là sàn giao dịch ở châu Âu của các bạn Họ đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý của Singapore Thì họ sẽ có một cái giấy phép gọi là giấy phép phép tổ chức thanh toán hay còn gọi là MPI là sẽ sớm cho phép Bitstamp cung cấp dịch vụ crypto chúng ta cũng có cái thông tin đến từ công ty Grayscale các bạn. Grayscale là một công ty mà có thể nhiều bạn không thích nghe bây giờ tại vì chúng ta thường hay nghe nói là Grayscale bán nhiều GBTC nhưng mà thật ra không phải là Grayscale bán nhưng mà khách hàng của họ bán. Nhưng mà Grayscale là một trong những quỹ mà đã có rất lâu rồi các bạn từ năm 2013 đã 11 năm rồi. Và hôm nay đó Grayscale họ nói họ sẽ ra mắt một cái quỹ cũng khá là thú vị gọi là cái quỹ thu nhập linh động của rayscale hoặc gọi là gdip quỹ này đã cho phép người dùng có thu nhập từ staking crypto như là những đồng aptos celestia coinbase stack ethereum Cosmo near Osmosis Polkadot, Dot Shay và Solana thì có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là một người đầu tư bình thường trong thị trường tài chính truyền thống họ có thể là không thích lưu trữ crypto cũng như là tự stake thì nó quá phiền phức đối với họ. Họ chỉ cần mua cổ phần của Rayscale thôi. Rayscale sẽ dùng tiền đó để mà mua những đồng này rồi sau đó đem đi stake rồi sau đó sẽ phân chia lợi nhuận với họ hàng quý. Đó là cách hoạt động của quỹ này cũng khá là thú vị chúng ta cũng có thông tin là revelut các bạn revelut là một cái ứng dụng và họ đã hợp tác với lại Metamask để mà cung cấp tính năng gọi là revelut on ram để cho phép người dùng thực hiện mua crypto trực tiếp vào ví Metamask tại vương quốc anh và thu vực kinh tế châu âu. Chúng ta cũng có cái thông tin đi qua da ship thì đây là một cái vụ kiện đã có một thời gian rồi. Ship là một cái công ty mà trước đây đó họ cung cấp dịch vụ của bạn có thể swap đồng này và đồng kia các bạn là một những công ty mà có rất lâu đời rồi. Nhưng mà họ cũng đã ngưng hoạt động năm 2021 các bạn họ đã hoạt động từ năm 2014 tới năm 2021 rồi sau đó đó họ đã bị kiện by SEC rồi họ đã ra quyết định là chuyển đổi cái công ty này thành một cái DAO à, và không còn là một công ty chính thức nữa nhưng mà SEC vẫn kiện họ vì lý do gì thì cũng tương tự như là SEC đã kiện nhiều công ty khác các bạn nói là đã cung cấp dịch vụ chứng khoán mà chưa có đăng ký và cuối cùng đó thì chúng ta thấy là công ty sắp xếp này họ đã chấp thuận đóng phạt là 275.000 đô không phải là nhiều lắm nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là những quỹ viên mà ủng hộ crypto ở SEC đó chúng ta có hai quỹ viên 250 quỹ viên là đang ủng hộ crypto đó chính là Hester Pierce và Mark Ueda thì cũng đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về việc là Shep Ship phải đóng phạt và nói tóm lại đó thì cũng giống như là chọc quê Gary Gasler nói là ok bây giờ Gary Gasler nói là những cái công ty mà có những cái hợp đồng đầu tư những cái gọi là crypto chứng khoán đó thì phải đến SEC để mà đăng ký nhưng mà khi những công ty đó đến để mà đăng ký đó thì SEC lại không cho họ đăng ký tại vì họ không được phép cung cấp những cái token chứng khoán thì các bạn có thấy cái sự bất hợp lý đây hay là không tại vì mới đầu thì nói là nếu như mà có chứng khoán token thì hãy tới đăng ký nhưng mà khi tới đăng ký đó thì lại nói là không đăng ký được tại vì không có bằng hoạt động những cái chứng khoán token này <laughs> cho nên cuối cùng cũng như là không thôi các bạn và đối với những cái sự kiện như là sắp ship các bạn cũng chưa từng nghe nói đến thì tại sao mà sec lại dùng nhiều thời gian để mà đi kiện những công ty này như thế này các bạn trong khi mà trong crypto có biết bao nhiêu là dự án lừa đảo trong thị trường chứng khoán cũng có biết bao nhiêu là công ty lừa đảo SEC không đi lo những cái đó mà đi kiện những công ty như là Ripple, đi kiện những công ty như là Shapeshift thì được gì các bạn? Đâu có ai nói là tôi bị công ty sắp ship lừa đảo cho nên bây giờ phải kiện sắp ship đâu. Các bạn thấy được là ok, bây giờ SEC đã thành công để mà bắt sắp ship đóng phạt rồi sao nữa các bạn. Đâu có được lợi gì cho người dân đâu. Cho nên những cái mà SEC làm đó hầu như không có tác dụng gì hết để mà bảo vệ người dân các bạn. Đó là điều mà được chia sẻ bởi hai quỹ viên. Một lần nữa các bạn nên nhớ là ở SEC đó thì có 5 quỹ viên tính luôn cả chủ tịch SEC đã Gensler thì mỗi người một phiếu Bây giờ hai trên 5 người đã là ủng hộ crypto rồi chúng ta cần thêm một người nữa mà thôi Cho nên cuộc bầu cử tổng thống năm nay nó rất là quan trọng Tại vì nếu chúng ta có tổng thống từ một đảng khác Thì khả năng rất cao là Gensler sẽ phải từ chức các bạn Và thay vào đó có khả năng cao là một cái người mà thật sự có cái sự ủng hộ crypto Thì mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức ở SEC chúng ta thấy được là SEC đó thì vẫn còn có vụ kiện liên quan tới sàn Binance Hoa Kỳ các bạn Binance US thì tới bây giờ đã hai bên vẫn dằn co lẫn nhau và <laughs> các bạn thấy lâu lâu họ lại lôi nhau ra tòa để mà kêu tòa xử các bạn đã nhớ trước đây họ lôi nhau ra tòa nói là SEC đòi đóng băng Binance US Binance US nói là cái đó là không hợp lý bây giờ họ lôi nhau ra tòa và nhờ quan tòa xử là SEC nói là tôi nói Binance US đưa tôi giấy tờ nhưng mà họ không có chịu đưa Binance US nói là tôi đưa cái đóng giấy tờ <laughs> trong vòng mấy tháng qua mà SEC cứ hỏi này hỏi kia hoài cho nên cái này là không đúng sự thật hai bên vẫn đang chẳng cò với nhau không biết khi nào mới đến thời kết các bạn chúng ta cũng có một cái thông tin không được tốt đối với lại WorldCoin các bạn cũng đã thấy là gần đây chúng ta chia sẻ rất nhiều quốc gia đặt câu hỏi về dự án này và hôm nay chúng ta thấy được là cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha đã ra lệnh cho WorldCoin ngừng cung cấp và xử lý những dữ liệu và những dữ liệu này phần lớn là những cái thông tin liên quan tới móng mắt đó các bạn tại vì các bạn phải scan con mắt thì mới được hưởng cái đồng WorldCoin này thì ở Tây Ban Nha đó họ cũng nói là bắt đầu hôm nay phải ngưng để mà họ điều tra và họ sẽ ban hành lệnh cấm hoạt động tạm thời trong thời gian là 3 tháng. Và Sam Oman thì cũng chưa hết đây các bạn tại vì gần đây đó đối với lại Sam Oman thì có một vụ kiện cũng lớn các bạn đến từ Elon Musk. Nhưng mà nào mà không đành thì Elon Musk trước đây cùng với nhiều người cũng đã là những người đầu tiên tạo ra OpenAI. Tuy Elon Musk không phải là co-founder hay gì hết các bạn nhưng mà cũng là những cái gọi là người ngồi trên những cái chiếc ghế hội đồng quản trị của OpenAI trước đây và Elon Musk chỉ rời khỏi cách đây khoảng chừng vài năm tại vì lúc đó Elon Musk đã bắt đầu phát triển à, cái trí tuệ nhân tạo một cái mạng lưới riêng cho xe Tesla cho nên vì lý do là lo ngại xung đột lợi ích cho nên Elon Musk đã rời khỏi cái chiếc ghế đó và bây giờ đó thì OpenAI rất là lớn rồi các bạn đó chính là công ty đứng sau lưng trái và được chăm vốn rất là nhiều và Elon Musk đã cáo buộc Sam Altman và OpenAI đó đã đi ngược lại với tiêu chỉ ban đầu giống như là đã lừa dối những người như là Elements tham gia vào để phát triển dự án rồi sau đó đó dự án này không phải là phi lợi nhuận mà đã chuyển thành một dự án lợi nhuận cho nên á, uh, Open AI không nên gọi là Open AI như là AI mở mà nên đổi thành AI đóng các bạn Close AI và Elon Musk hôm qua tới giờ thì liên tục troll và cũng đã nói là nếu như mà công ty Open AI chấp thuận đổi tên thành Close AI thì Elon sẽ phí bỏ cái điều kiện này <laughs> <laughs> chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới do à, Kwon các bạn thì à, một lần nữa chúng ta thấy được là do Kwon cũng đã thành công để mà trắng án nói với cái tòa phúc thẩm ở montenegro để một lần nữa hủy bỏ cái quyết định dẫn độ do Kwon đến hoa kỳ hoặc là trở về hàn quốc và chi tiết hơn đây là lần thứ ba các bạn lần thứ ba rồi do Kwon thành công khi mà kháng cáo quyết định dẫn độ tòa án phúc thẩm ở Montenegro đã hủy bỏ quyết định dẫn độ Dokon đến Hoa Kỳ và chấp nhận kháng cáo của luật sư bào chữa và hủy bỏ quyết định của tòa án cấp vào ngày 20 tháng 2. Lúc đó đó thì nói là ok sẽ chấp nhận dẫn độ về Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ đó kháng cáo thành công thì lại hủy bỏ một lần nữa các bạn đây là lần thứ ba rồi và tòa án phúc thẩm đã chỉ ra các vấn đề trong quy trình đặc biệt là thiếu lý do rõ ràng trong quyết định dẫn độ của tòa án cấp cao thì nghĩa là gì các bạn nghĩa là bây giờ cái vụ án này lại đi ngược trở về cái tòa sơ thẩm nữa để mà xem xét lại từ đầu thì có thể là một thời gian dài nữa thì Đô con mới đến Hoa Kỳ các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những điều khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.